gã trai chở bé gái 14 tuổi vào nhà trọ để giao cấu. Nam thanh niên Trần Quốc Trung ở Vĩnh Long đưa bé gái 14 tuổi đi ăn uống rồi chở vào nhà trọ để xâm hại. Ngày 24 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quốc Trung, 21 tuổi, ở phường 8, thành phố Vĩnh Long để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, Trung quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái 14 tuổi ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long qua mạng xã hội. Hồi tháng 10 vừa qua, Trung chở bé gái nói trên đi ăn uống, rồi đưa về nhà trọ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Trung khai còn nhiều lần quan hệ với bé gái. Đến trưa ngày 30 tháng 10, hành vi của Trung bị phát hiện.